MediHub ra đời với mong muốn trở thành một cổng thông tin y tế, sức khỏe đáng tin cậy và mang đến nhiều tiện ích giúp người dân gắn kết với cơ sở y tế, chuyên gia y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bằng việc hợp tác chính thức với các bệnh viện, hội y học, chuyên gia y tế về chuyên môn kết hợp với các giải pháp và ứng dụng công nghệ mới, chúng tôi mang đến cho người dân thông tin y tế, sức khỏe chính thống thông qua các kênh truyền thông bao gồm hệ thống màn hình truyền thông MediHub tại bệnh viện và nhà thuốc, đáp ứng được những tiêu chuẩn thông tin truyền thông của Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện, được lắp đặt tại các vị trí nổi bật, thể hiện thông tin y tế thiết thực, trực quan, sinh động, thu hút sự chú ý của người dân khi đến khám bệnh hoặc mua thuốc. Vì thế, hệ thống này cũng mang lại hiệu quả truyền thông cao. Kênh Wi-Fi miễn phí cho người dân tại bệnh viện và phòng khám. MediHub không chỉ cung cấp Wi-Fi cho người dùng truy cập miễn phí, mà còn hình thành một kênh kết nối liên tục giúp các bệnh viện và nhãn hiệu tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu với hiệu quả có thể đo lường thực tế thông qua sự tương tác của người dùng trên thiết bị di động. MediHub SC, ứng dụng di động cho cộng đồng nhân viên bán thuốc. Chúng tôi mang đến các lợi ích thiết thực nhất, giúp họ được thụ hưởng các chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức, gia tăng thu nhập, giao lưu tìm kiếm các cơ hội việc làm. MediHub SC cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với nhóm đối tượng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu sản phẩm. Mạng xã hội y tế sức khỏe MediHub.vn, nơi người dân có thể dễ dàng tương tác với các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trên diễn đàn hoặc qua chuyên mục tư vấn, chia sẻ sức khỏe. Được cung cấp thông tin về các chủ đề y học thường thức trên chuyên mục tiêu điểm, giúp bạn nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân. Mối liên kết giữa các kênh truyền thông nêu trên tạo ra sự khác biệt và độc đáo của MediHub. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp chặt chẽ với các cơ sở, chuyên gia y tế sẽ cùng nhau mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho người dân và tất cả chúng ta. MediHub, chân thành cảm ơn.